Tôi là Hiếu. Ngày hôm nay tôi rất vui được đến với Thân Nguyễn Music để được trải nghiệm tận tay cây đàn có tên là Enea Novago. Điểm mà tôi rất là thích thú ở trên cây đàn này đó là không phải bằng gỗ các bạn ạ. Nó được làm bằng carbon đúc nguyên khối. Và như anh em có thể thấy là dáng đàn này là một dáng đàn rất huyền thoại, dáng Les Paul. Chúng ta sẽ có hai vị trí pickup humbucker ở đây. Chúng ta sẽ có switch gồm 3 vị trí neck kết hợp giữa cả hai pickup và vị trí bridge. Điểm mà tôi rất là thích ở cái đàn này đó là một cái đàn công nghệ thực sự rất là tuyệt vời. Chúng ta không cần phải cắm qua bất cứ một cái loại phơ nào hay một cái amp nào, mà tất cả mọi thứ đấy nó sẽ tích hợp sẵn hết trong cái đàn này cho chúng ta. Như anh em có thể thấy ở đây, mặt đàn đây nó sẽ có một vị trí loa ở đây đó. Khi mà chúng ta mở nguồn lên hay tắt nguồn, chúng ta chỉ cần giữ 5 giây. Anh em sẽ giữ 5 giây như này đó. Khi đèn đã sáng lên thì chúng ta sẽ bật cái nút volume lên và chúng ta sẽ chơi như bình thường. Và ở trên cái đàn này ấy, thì nhà sản xuất đã trang bị sẵn cho chúng ta 4 preset tiếng để cho chúng ta chơi. Và anh em hoàn toàn có thể tinh chỉnh những cái preset tiếng này ở trên điện thoại bằng việc kết nối Bluetooth với phần mềm Enea Music ở trên Safe Play hoặc là App Store. Thì nó rất là thuận tiện cho chúng ta trong việc căn chỉnh sao tiếng và cũng như là thu âm. Và một đặc điểm nữa mà khiến tôi cảm thấy rất là thú vị đó là cái phần sạc ở đây. Ngoài việc là chúng ta dùng để cắm sạc thì chúng ta có thể kết nối qua cái cọng dây như này, và những cọng dây chuyển chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào điện thoại ở đây như tôi đang cắm ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ thu âm trực tiếp được tiếng đàn của chúng ta hoặc là kết nối Bluetooth để cắm thêm beat vào để chúng ta thu âm trực tiếp. Thì ngay sau đây thì tôi sẽ demo cho các bạn nghe qua những cái tiếng mộc của cái đàn này trước, sau đấy thì chúng ta sẽ nghe qua về phần tôi đánh cùng với beat nhạc. Và rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này, và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.